trên dưới 500 triệu đồng, chúng ta sẽ sở hữu ngay được một bộ combo dây chuyền và đôi bông tai vàng trắng 750 đính full kim cương hột xoàn thiên nhiên tuyển chọn. Đây là một bộ sản phẩm mà Kỳ Lăng thiết kế và hoàn thiện theo yêu cầu của khách hàng, phải đồng nhất với nhau. Cụ thể như là mặt dây chuyền này, ngay trung tâm sẽ có một cái viên chủ. Nguyên cái phần này như thế nào thì cái bông tai này cũng như vậy, tức là ngay cái mặt chủ dây chuyền và đôi bông tai này sẽ đồng nhất với nhau là một. Chỉ khác nhau là bông tai là gài vào tai mình và phần trên mặt dây chuyền thì đeo vào dây, đeo trên cổ mình thôi. Đó là nguyên một cái combo. Cho nên chúng ta nhìn thấy là mặt dây chuyền sau thì bông tai như vậy. Tất cả trên dây chuyền và bông tai này đều được đính full kim cương hột xoàn thiên nhiên, tất cả luôn. Và đây, tất cả vàng này ánh sáng bóng như thế này là vì đây là vàng trắng của Kỳ Lăng xử lý. Sợi dây chuyền và đôi bông tai chiếu quá rực rỡ, quá lấp lánh như thế này là bởi vì với máy móc chuyên nghiệp và kỹ thuật chuyên môn của thợ cao cấp Kỳ Lăng Luxury chỉ chuyên và làm và phục vụ những sản phẩm cao cấp luxury mà thôi. Cho nên là những sản phẩm mà Kỳ Lăng tạo ra phải là tiêu chí của Kỳ Lăng, phải đẹp, long lanh, lấp lánh, phải là xuất sắc thì đó mới là sản phẩm của Kỳ Lăng. Bởi vì mỗi người có một cái phong cách, một cái tư duy riêng và Kỳ Lăng chỉ chọn và làm những sản phẩm cao cấp một cách tỉ mỉ, một cách tinh tế và một cách hoàn hảo nhất, bởi vì đó là phong cách của Kỳ Lăng. Và Kỳ Lăng sẽ phục vụ với tất cả những gì đẹp nhất, những gì thích nhất, những gì cảm xúc nhất, thăng hoa nhất trong thú chơi về đồ cao cấp luxury để phục vụ một cách thăng hoa nhất đến với tất cả quý khách hàng. Và Kỳ Lăng là nhà sáng tạo ra những mẫu mà cá nhân hóa, đặc biệt đối với xã hội hiện nay, nhu cầu hiện nay chúng ta sở hữu những sản phẩm có sẵn thì rất là đại trà, ai cũng có thể được. Khi muốn làm hình ảnh bản thân thì chúng ta có thể mua những sản phẩm có sẵn từ những thương hiệu đó để tạo ra hình ảnh bản thân. Nhưng khi chúng ta đã đủ hình ảnh bản thân rồi, lúc này chúng ta muốn khẳng định được bản thân mình thì chúng ta sẽ tạo ra được những sản phẩm cá nhân hóa theo phong cách của chính mình, thì đó mới là một sự đỉnh cao trong phong cách chơi và sở hữu những sản phẩm theo ý mình.